Em chào cả nhà. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thị Kim, sinh năm 1984, em đang ở Thái Nguyên. Thì cơ duyên đến với xếp xưa của em thì cũng là do tin tưởng em gái bên nhà chồng ấy. Lúc đấy là em sau sinh được 2 tháng thì bụng của em rất là to. Thì em gái bảo là em cô bên nhà chồng bảo là: "Chị ơi, bây giờ chị dùng cái kem tan mỡ thì chị uống thêm chất xơ cho nó giảm bụng, cho nó nhanh giảm bụng. Thì đang khuyến mại thì chị lấy dùng đi." Nên là mình thì rất mong muốn là giảm bụng thì là lấy dùng thì sau mà trước khi dùng ấy thì là mình có đi khám xét nghiệm máu, tại vì trước khi sinh là mình bị tiểu đường thai kỳ 2 tháng, thì là sau sinh 1 tháng sau thì hết, nhưng đến tháng thứ 2 lại bị tiểu đường thai kỳ, lại bị tiểu đường lại, nó là 7,1. Thế là dùng chất xơ của em thì mong muốn là giảm bụng, thế nhưng mà bụng thì chưa giảm. Thế sau 1 tháng đi xét nghiệm lại tiểu đường thì từ 7,1 nó về còn có 5,6 thôi. Thế thấy mừng quá. Thế sau thì cái ngày dùng chất xơ ấy, thì thấy bụng nó nhẹ nhõm, nó chưa giảm nhưng mà nhẹ nhõm. Ăn uống thì cũng không bị cảm giác đầy bụng khó tiêu nữa. Thì thế là cứ dùng đều đặn, có đều đặn thì xong là mẹ chồng mình thì bị trong người rất là nhiều khối u, tức là bác sĩ phán ra là u trong ổ bụng rồi ổ hạch ở cổ rồi đại tràng rất nhiều. Thì dùng nhiều thuốc tây thì xong mẹ bị táo, bị đi táo, mẹ khó chịu lắm. Thì phải bác sĩ phải kê đi ra hiệu thuốc tây để mua cái thuốc thuốc sổ cho bà đi ngoài ấy, là mỗi hôm mà phải uống 1 lần. Thế xong thì thấy cái thuốc cái chất xơ của mình nó thấy nhẹ nhõm bụng quá thì mới đưa cho mẹ dùng. Thế mẹ dùng thì mẹ bảo: "Thế thì đi vệ sinh nó dễ, thế từ đấy thì không phải mua cái thuốc sổ ở ngoài hiệu thuốc tây cho mẹ mẹ dùng nữa." Thì mẹ bây giờ vẫn điều trị rất nhiều, mà rất nhiều lần đi điều trị thì mẹ cứ mang sơ đi dùng thì không bị táo phân nữa. Thấy thấy mẹ không bị táo như thế thì hạnh phúc lắm. Thì sau khi mẹ dùng như thế thì một bác bên hàng xóm cũng 70 tuổi, bác cũng bị táo, thế là nó khoe bác là mẹ cháu đấy bị táo, thế mẹ cháu dùng mẹ cháu cải thiện lắm, bây giờ mẹ cháu không bị táo, cứ dùng thêm. Thế bác bảo là một ngày bác đi 5-6 lần, mà có lần đi được, có lần thì không đi được, khó chịu lắm. Thế bác dùng trong 1 tuần thì xong, bác khoe mà: "Ôi bây giờ chỉ đi 1 lần thôi mà đi sướng lắm, đi là đi luôn, không phải là ngồi lâu rồi chờ đau." Mình rất cảm hứng về cái cơ này. Sau khi mà biết đến công ty còn ra thêm một cái combo sản phẩm giảm cân nữa, thì mình mua một cái bộ combo giảm cân về để giảm cân cho mình và dùng kết hợp chất xơ. Thì sau khi dùng đến 2 tháng, tháng đầu tiên thì mình đã thấy mừng rồi. Tháng đầu tiên thì đã giảm được 3 cân và 6 cm vòng eo. Thế nhưng mà sau 2 tháng thì kết quả của nó rất là tuyệt vời, giảm được 6 cân và 15 cm. Thật sự thì em quá yêu sản phẩm này luôn. Vì là sơ đã tuyệt vời rồi, combo giảm cân của Oriflame lại quá tuyệt vời. Em chia sẻ mọi người là trước đây em sinh 6 6 thứ thứ ba xong ấy, là em cũng bị tăng cân rất nhiều, mà em đã dùng rất nhiều phương pháp giảm cân. Em đã từng đi spa để cho người ta làm giảm mỡ bụng và hết 1 triệu một ngày, mà khi mà họ dùng cái máy giảm mỡ từ lưng vai bụng xuống ấy, nó thâm tím hết người mà rất là đau, và họ bắt em ăn kiêng rất là nhiều, tức là ngày 3 bữa chỉ ăn duy nhất một hộp sữa chua không đường với một nạm khoai lang hấp thôi mọi người, chỉ ăn duy nhất như thế, không ăn được ăn hoa quả ngọt và chỉ được ăn thêm một ít rau luộc hoặc là hoa quả nhạt thôi. Thế nhưng mà sau 1 tháng thì em cũng giảm cân được 6 cân, nhưng mà sau khi mà ăn lại thì cân nó còn lên nhiều hơn như thế và bụng thì cũng lên rất nhiều. Và ăn kiêng quá như thế xong em còn bị kiểu như thiếu chất ấy, xong em còn run chân tay, xong em không dám em cứ kiêng như thế nữa. Nhưng mà sau khi biết đến sơ của Oliver và sơ biết đến combo giảm cân thì em ăn kiêng, vẫn em ăn chế độ ăn bình thường, em thay ăn 2 bữa và em đang nuôi con nhỏ, sữa không hề vơi, sữa lại chất lượng, và em giảm được một cái mức như thế là em rất là mừng và càng ngày càng yêu Oliver và yêu cái sản phẩm của Oliver luôn ạ. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. Wow, tuyệt vời quá. Tức là khi mà chị Kim dùng sản phẩm chất xơ thì chị Kim sau 1 tháng thôi là đã giảm được cái chỉ số đường huyết thai kỳ mọi người nhá, từ 7,1 xuống còn Đúng rồi. bao nhiêu nhà chị nhỉ? 5,6.
5.6 giống chỉ có sản 5.6 phẩm. thôi mà không dùng một sản phẩm gì luôn, Dạ không thuốc thang gì hết. tuyệt vời ạ. Và chị và đồng thời thì chị cũng cảm thấy là bụng dạ nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhõm hơn. Sau này khi mà chị dùng lâu hơn, sau vài tháng sau kết hợp với cả bột MR ấy ạ, bột dinh dưỡng thay thế bữa ăn nhá mọi người nhá, bột dinh dưỡng thay thế bữa ăn chính thì chị Kim đã giảm được cân và không phải kiêng khem khổ như là ngày trước nữa. Quả là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là mẹ chị Kim là một người đang điều trị bệnh, có rất là nhiều bệnh và phải uống rất là nhiều thuốc tây. Khi mà uống thuốc tây nhiều như vậy thì bà bị nóng và bà không rất là khó cho cái việc đi vệ sinh ấy. Nhưng mà khi mà dùng chất xơ thì đi lại nhẹ nhõm hơn mà cảm thấy không có nóng trong người giống như trước đây nữa. Bà hàng xóm cũng thế, rất là tuyệt vời. Cảm ơn câu chuyện từ chị Kim ạ.